Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ dùng đất nặn, mình sẽ nặn con chuồn chuồn. Bây giờ các bạn hãy xem mình làm nhé. Đầu tiên mình sẽ làm cái người con thân. Cắt một ít đất. Mà đất mình được. Mặt xanh, nặn đầu con chuồn chuồn. Chuồn. Chuồn này các bạn ạ. Sau đó mình sẽ cắt màu vàng để sẽ nặn cánh con chuồn chuồn. Cánh con chuồn chuồn. Cánh con chuồn chuồn. Các bạn ơi, mình đã nặn xong con chuồn chuồn rồi đấy các bạn à. Video của mình đến đây đã kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé.